Đây nè, nó nè. Cái thằng này láo nha. Mất máu không? Ở đó cũng mất máu bạn ơi. Khoan, dụ nó, không là bắn nó bạn. Thằng này giá nha. Đâu nha. Mày láo không? Dừng lại. Stop. Sell crack. Thôi. Đu. Mẹ có mấy chiếc xe kìa các bạn. Không biết có làm loạn được không. Mẹ xe mình U2. Không, mình đi buôn cần tự nhiên được hai chiếc xe này cũng quá là ngon mọi người. Đu. Đu. Cái này xe lớn không à. Ôi giời. Rồi xong mình chết luôn rồi các bạn. Ôi giời. Ôi giời. Vô. Ôi. Mẹ nó khóa rồi bạn. Ok, tập này mình sẽ đi vô mình mua thử vài cái súng để mình còn dự trữ cho mình nữa bạn, không mấy thằng kia nó ăn hiếp mình. Ok, cái này là gì nha? Airsoft gun hả? Cái này súng mà đâu phải. Súng bên đây cơ mà. Đúng không? Ủa gì nha? Chắc cái này á. Vô. Buy weapon ngon. Buy weapon. MP5 là 1000 đô nữa các bạn. AK47 là 5000 đô. Rifle 1003 đi em mua rifle. Gì vậy? Ồ. Bạn mấy bạn mua là bắn bao luôn nha bạn. Mình sẽ mua thôi. Một cây dự trữ nữa. Shotgun MP5 đi, MP5. Ok, trong tài khoản của mình còn khá là nhiều tiền nữa các bạn, cứ yên tâm nhé. Một cái này là bắn full luôn các bạn đấy. Đây bắn thử này coi. Ok. Được, ngon. Không cần đạn. Ok, mình sẽ qua mình rút mớ tiền. Rút tiền cho bạn coi luôn. À, 1000 đi. Có 500 thôi. Trong tài khoản mình có gì ta nha. Trong tài khoản mình có 1000, còn 1800 bạn. Xe của tao. Đụng vô. Ấy, trời. Trời. Một bắn đúng nha. Headshot. Nope. Không được bạn. Bạn nhảy vô là bị stun các bạn. Bị giật điện. Mà mình không. Không ngu mình sắp chết rồi bạn. Nè, ăn cắp xe của mình cũng được. Ấy. Hỏi tung gãy cái đầu trước luôn rồi bạn ơi. Thôi, hèn chữ. Ra được. Cảm ơn. Ôi. Trời ơi, có xe thôi cũng gà vậy. Có súng là quẩy bạn ơi. Có súng là bổ láo lắm. Mình có một cái thôi là cái gì nha. Một cái mặt nạ bạn. Đây, một cái mặt nạ. Ok, mình đeo vô rồi đó. Mày láo, đua không? Như bắn bừa không được bạn ơi. Bắn bừa không được. À, ta có mấy nhiệm vụ khá là mới bạn. Như Camachetic là cái gì nè. Mình sẽ thử qua Camachetic coi. Mẹ trong đây kiểu như là mình mới mua súng rồi chả biết đâu luôn bạn. Khá là khốn nạn. Có, đúng rồi. Mình sẽ chạy thử chiếc Shocker cho bạn coi để mình qua cái nhiệm vụ này là gì. Hoặc là tập sau mình sẽ chạy đường xa kiểu như chạy giao hàng cho mấy anh kia. Ủa xe nhiều thế. Gì đây? Bắn không nổ xe nha các bạn. Bắn không nổ xe được. Sao mấy anh kia nó lại bắn mình được nha. Mình đâu làm gì đó đâu mà nó bắn mình chết luôn các bạn. Ui. Thôi rồi. Thôi rồi. Xe bốc nổ, xe bốc cháy. Ở dưới hay trên nha. Ở dưới. À, cái hình như cái xưởng độ xe. Hay à. Cái xưởng độ xe không ta. Thấy không? Có thằng nó vô nè, đậu xe cho cẩn thận mọi người. Đậu xe cho đẹp cái coi. Ok. Tài xế chuyên nghiệp. Hẹp. Fake nose.
Fix. Fix gì vậy? À, mình sẽ sửa xe cho một ai đó bạn, nhưng không. Thôi để mình đã tới cái cảng rồi bạn ơi, nhưng mà mình sẽ chạy xe nha bạn. Mình sẽ buông lậu đây. Trong GTA này khá là không có cái nhiệm vụ, có khá là nhiều nhiệm vụ nhưng mà mình cứ cần tiền. Cần tiền để làm cho bạn các bạn. Đây. Tới đây đây. Cái S là gì nha? Cái đô la là gì nha? Cái này là gì? Business. Cái này là gì các bạn? Không hiểu. Ok. Enjoy. Ok. Ok. Chết. Mình sẽ lấy một cái xe tải bạn ơi. Xe này chạy lâu lắm bạn. Mi. Xe gì chưa mở máy lên nữa. Là mở máy đó. Ok. Mở máy nữa bạn. Mình sẽ loát cái chất ở ngay đây nữa bạn. Ngay cái cảng này nè. Loát chất. Loát chất. Ok. Mình sẽ illegal good. Là những cái gì đó bạn. Weapon thuốc phiện. Non, bonnet, non. Rung, thuốc phiện đi. Ok, nó sẽ loát cái trên bạn. À, đáng tiếc là không có công an bạn. Công an đế dí bạn ơi. Công an ngu lắm. Với công an không? Đi công an sẽ đuôi hơn. Buôn lậu kêu hồi hộp. Còn nè đứng đây làm gì ta? Bắn chết giờ. Ôi. Ôi giời ơi, ơi. Chết bà. Có một cái đường đi khá là nhanh luôn nha bạn. Rồi tắt luôn á. Này không có niềng ô ha. Không đi chô ha. Đi chô chạy siêu nhanh luôn. Đây cái đường này đây. Rồi đi bạn, mình đi thẳng một mạch là tới luôn. Phải lắm. Súng này vô hạn bắn sướng với cứ. Đây là như cái series bạn coi bên channel cũ của mình. Thì mình đã mua nhà ở gần biển. Mới có chiếc xe ngon kìa. Xe ngàn đô kìa bạn. Ngon kìa. Sugar job, sugar job. Ráng mình kiếm tiền để mình làm một kiếm một cái thứ gì đó nó ngon mà ngầu hơn bạn. Giống như là tham gia băng nhóm nè, mua xe mới nè. Chính là như vậy, đổ xe cho bạn xem. Nhưng mà giờ tiền thì không có rồi bạn. Bên kia kiếm tiền đúng nhanh luôn, mình kiếm tiền đúng chậm luôn bạn. Gọi là cuộc sống mà luôn. Này bạn sẽ đi xuống cái gọi là kiểu như cái đường do mấy thằng buôn lậu đi thẳng luôn, đừng quẹo lên nha. Đây đi thẳng vô này luôn. Này gọi là đường gì do mấy kiểu như mấy thằng buôn lậu hoặc là mấy thằng chạy xe motocross gì đó. Để biết. Bạn chạy vô đây là ngon. Cua như moto vậy. Ngầu lắm. Không bạn, này mấy bạn sẽ đi thẳng qua đây luôn nha các bạn. Đi trên cái con đường của đường ray luôn nha. Cái con đường lẹ nhất, còn đi đường kia lâu lắm. Đi trên đường ray là lẹ nhất. Tại mấy cái này nó không có xe lửa các bạn. Nó chạy lâu quỷ vậy. À, nó không có xe lửa nhầm. Sắp tới nơi rồi các bạn, cứ như qua đây chỉ lấy đủ lấy hàng thôi chứ không có. Như không có dao các bạn không. Máy xe nó cứ giật thế nhỉ. Cái cú thế nhỉ. Ok, bạn sẽ quẹo vô. Đậu đàng hoàng không? Đậu chuẩn vô. Ừ, chuẩn gì đó. Nghe tạch cái là chuẩn, ok. Hàng ở bạn sẽ quay lại. Cuộc sống mà đúng không? Quay lại khá là lâu luôn. Cứ chạy là bạn sẽ thấy một vài thằng nó đi theo cái hướng của bạn. Nhưng mà cái công việc này nó rất là mất thời gian và nó ít tiền lắm các bạn. Chỉ có bán cần sa với lại buôn lậu cần sa nha, nó mới nhiều tiền nhất trong game này thôi, còn mấy kia ít lắm bạn. Vô cảng thôi nào. Đây mình sẽ giao cho bạn xem nha, giao hàng. Không có thằng cảnh sát nào cũng ngu như nhau hết bạn. Làm biến quá. Cảnh sát mà làm biến. Chán thiệt. Nào dựng xe vậy? Nào dựng xe ngu vậy bạn? Có chỉ còn chiếc xe của mình không nhỉ? Hình như là còn á. Đấy, mình sẽ được 100 đô. Và mình sẽ được... mình còn bị trừ thêm 4 đô la nữa bạn. Có nạn không? Nhớ mình tung nó mà bạn. Nói mình tung nó bạn ơi.
Thôi, bỏ đi. Ui. Nữa. Ui, ui, ui. Ép nó vô, nổ. Ừ, thằng đó cũng lẹ phết bạn ơi. Rồi nó quay lại. Chờ không? Không biết mình còn một cái cây vài cây cận không nha. Đây. Ok, mình được một vườn cận các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ đi ấy, cái thằng hồi nãy nè các bạn. Ơi. Trời. Ô. Mất máu nha các bạn, có thể làm găng tơ được nha các bạn, mất máu nha. Nó đâu rồi? Mày chạy đâu rồi? Đâu rồi? Chết mẹ, lấy xe nó trốn rồi bạn. Đó. You crack nè các bạn. Mày you crack rồi các bạn, sẽ có cái cây máu nó sẽ tăng lên luôn các bạn, mình sẽ sử dụng nhiều coi nó ra sao mình cũng biết nữa. Đấy, you crack cái cây màu trắng nó sẽ tăng lên các bạn. You stone là choáng rồi. Lên đỉnh rồi, xong foot. Bye. Đây là vô siêu thị 24/7 bạn các thơ. Buy 1 2 die rope cigar spring gì đó potato. Má vô không mua được gì hết, tự nhiên cái tốn tốn trăm đô. À mày đưa xe đâu? À. Chết chưa? Mày đâu? Hết tiền thì các bạn rút 1000 đô nè các bạn. Chắc xong series này mình nghỉ một vài cái rồi mình mới quay lại mình làm kiếm tiền các bạn ơi. Nó kìa. Ôi ơi. Nó rủ anh em nó tới luôn các bạn. À, không phải. Rồi sắp tiêu rồi. Nó sắp tiêu rồi. Rồi. Cái này phải dí tới cùng các bạn ơi. Dí. Thử bắn chết người trong đây coi sao. Sợ không em? Giơ tay lên. Hey. Sale crack, mua không? Sale crack. Chữ chào hàng gắn tơ nè. You die. Rồi. Rồi như nó chết rồi bạn ơi. Không nha. Rồi chết rồi. Ok. Ok. Wanna be my đệ tử. By me. Cái này nổ chưa ta? Cướp cái nhẹ. Ây da, tức, xe không có. À, chung đồng bọn hả? Thôi, đâu? Đâu rồi bạn? Nó chạy lên hả? Đúng rồi. Chạy lên. Lộn đương. Nếu nó chạy máu rồi bạn, nó chạy, trời. Đi còn được nữa. Chán thanh niên hiệu. Đâu rồi? Thằng đó đâu ta? Ui, bị bắn. Ui. Như mình không được dùng súng nữa bạn ơi. Xe mau lên. Mày chở gái không chở ta là bậy. Mày xạ không bữa này. Mẹ. Rồi xe gì mua 29.000 đô rồi. Nản thiệt. Mày xạ rồi xong. Chết nữa.